Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về cách chỉnh căng chỉ trên, chỉ dưới. Do mình là người dùng, không có các thiết bị đo nên mình sẽ làm theo dạng thủ công kết hợp với kinh nghiệm dựa trên những số liệu quy định của nhà sản xuất đối với dòng máy này. Do vậy, mình sẽ dùng phương pháp điều chỉnh làm sao cho kết quả gần đúng với quy định của nhà sản xuất. Về chỉnh chỉ theo thì ta có chỉnh căng chỉ trên và chỉnh căng chỉ dưới. Ta làm chỉnh căng chỉ dưới trước và căng chỉ trên sau. Điều chỉnh căng chỉ trên sẽ phụ thuộc vào cái điều chỉnh căng chỉ dưới. Ở đây tôi mở lắp để lấy trang. Đây chính là cái trang của xuất chỉ. Ta sẽ hiệu chỉnh vít nhỏ ở đây. Để hiệu chỉnh vít này, chúng ta chú ý là chúng ta không vặn nhiều, mà chúng ta vặn 1/8, 1/4 và 1/2 vòng. Mỗi lần vặn thì chúng ta lại hiệu chỉnh thử xem áp lực của nó đủ chưa. Ta lấy giá trị mặc định, tức là khi ta mua máy á, con vít sẽ chỉnh ở vị trí nào thì ta sẽ giữ nguyên ở vị trí đó và ta có thể kiểm tra. Rồi ta hiệu chỉnh bằng cách là vặn vào dần hoặc vặn ra dần tùy theo loại chỉ dưới. Tuy nhiên, cái cách như vậy thì nó rất khó để cho chúng ta kiểm tra xem áp lực đủ hay chưa. Để đo được cái lực này, chúng ta cần phải có thiết bị. Nhưng ở đây chúng ta không có thiết bị. Chúng ta có cái cách là chúng ta chỉnh dần cái vít này. Ở đây nó có cái miếng chặn này, nó áp lên trên cái bề mặt này, bên ngoài này và nó đè lên sợi chỉ. Đây tôi lắp chỉ vào này, tôi đưa vào rãnh và kéo lên phía trên này. Đây chính là vị trí làm việc của cái suốt. Lực căng của sợi chỉ này là từ 0,17 đến 0,25 Newton. Ta có một cái cách khác, tức là bằng thực nghiệm ấy, là bằng cách ta treo lên một vật. Ta treo lên cái treo này một vật này. Vật này tôi đã xác định khối lượng là từ 17 cho đến 25 gram. Sau đó tôi treo lên đây. Tôi thả tay ra này. Tôi lắc nhẹ một cái, tuột từ từ xuống. Tôi thả tay ra và lắc nhẹ một cái. Cụm suốt từ từ tuột xuống. Có nghĩa là áp lực tôi chỉnh trên vít này, để cái miếng tì nó tì lên sợi chỉ là vừa đủ với cái khối lượng mà tôi đã cân lên. Thì đây là một cái cách làm mà bên nghề may người ta hay sử dụng. Cách này thì tương đối là chính xác hơn cái cách mà ta chỉnh dần dần, chỉnh từ từ và nó nhanh hơn. Sau khi ta chỉnh xong bằng cách này thì ta kiểm tra bằng các cái mẫu thở, sau đó chúng ta điều chỉnh lại. Khi điều chỉnh, chú ý là chúng ta điều chỉnh góc rất nhỏ như tôi vừa mới nói ban đầu. Nhớ khi lắp vào ta phải lắp đúng dấu. Sau khi chỉnh chỉ xong, ta mới quay sang để chỉnh chỉ trên tùy theo mẫu thêu và vải. Chú ý khi chỉnh chỉ trên có hai mục chỉnh. Một là chỉnh cho toàn máy, ta chọn vào mục này và chuyển đến trang chỉnh căng chỉ trên. Ở đây ta để 00. Tiếp đến khi ta chọn mẫu,
sẽ có điều chỉnh căng chỉ trên bảng này. Mặc định của nó là 4.0. Tùy theo vải, tùy theo hiệu chỉnh chung của máy, chúng ta sẽ chỉnh thêm ở đây. Hiệu chỉnh ở bước này là hiệu chỉnh thêm, hiệu chỉnh cuối cùng trước khi chúng ta theo. Còn trong hiệu chỉnh máy là hiệu chỉnh chung của chỉ trên. Như vậy, trong ba mục hiệu chỉnh chỉ của máy thì mức đầu tiên là chỉnh áp lực lên chỉ dưới, tức là chỉnh căng chỉ dưới. Sau đó là chỉnh căng chỉ cho máy. Và cuối cùng là chỉnh căng chỉ cho từng mẫu theo. Sau khi điều chỉnh xong chỉ dưới, chỉ trên, ta lắp vào và chúng ta chuẩn bị theo thử một mẫu. Ở đây tôi đã chọn một mẫu là một mâm cúc. Tôi kiểm tra và chỉnh tốc độ máy. Ở đây tốc độ là 500, mình chấp nhận để 500, không nên chạy nhanh quá. Ở trang điều chỉnh căng chỉ trên tôi để 00. Tôi kết thúc. Trong trang này tôi sẽ điều chỉnh căng chỉ trên cho mẫu này. Ở đây là 4, tôi sẽ điều chỉnh xuống là 3.4. Lý do là cái vải này là vải lụa mỏng. Chấp nhận. Ở đây mẫu này có 3.382 mũi theo trong 8 phút và có 4 bước. Bước đầu tiên là bước lót, bước thứ hai là theo cánh hoa, bước thứ ba và thứ tư là theo nhị. Tôi hạ chân vịt và bắt đầu chạy máy. Chú ý để ý cái chỉ. Đây là tình huống chỉ trên bị đứt. Tôi sẽ xử lý trường hợp này bằng cách chúng ta kiểm tra và chúng ta lắp lại chỉ trên. Có thể là do một cái vướng mắc gì đó mà chỉ trên nó bị đứt. Ta kiểm tra lại và chúng ta sau chỉ lại và chạy tiếp. Chỉ nó có một cái lỗi ở đây. Ta tiếp tục. Kết thúc bước thứ nhất là lót. Bước thứ hai là theo cánh hoa. Ở đây trong mẫu cánh hoa là màu hồng sẫm, nhưng tôi đổi màu khác, đó là màu tím. Tôi đã sau chỉ và tiếp tục theo bước thứ hai.
Rồi thầy chỉ cho bước kế tiếp. Trường hợp này bị tuột chỉ. Bị tuột chỉ, máy tự dừng lại. Tôi xử lý bằng cách là tôi quay lại. Đây là cái công đoạn thêu của nhị, do vậy chúng ta quay trở lại. Đây là công đoạn thêu nhị, tức là cái công đoạn thứ 1, 2, 3. Tôi chọn 1, 2, đến cái thứ ba. Ok, đây, như vậy tôi bắt đầu từ đây lại. Vừa rồi do tuột chỉ, tôi đã xử lý là quay lại, theo lại cái bước này, hạ trên đường và tiếp tục. Xong bước thứ ba, bước cuối cùng là màu vàng. Kết thúc mẫu theo, tôi thoát máy và lấy không căng vải ra. Chúng ta kiểm tra mặt sau. Khá tốt, không có hiện tượng chỉ lót lột lên mặt trước. Như vậy các thông số chỉnh chỉ phù hợp với loại vải ta theo mẫu này. Một vài chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại.